tại vườn bưởi của ông Nguyễn Văn Trọng, 72 tuổi, tại khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, một trong những gương nông dân thành công với mô hình trồng bưởi da xanh cho năng suất chất lượng cao của huyện. Bưởi da xanh tại đây đều được ông chọn lựa đúng giống bưởi da xanh vỏ mỏng, ruột hồng, không hạt, rất mỏng nước. Ông áp dụng quy trình trồng bưởi sạch theo hướng hữu cơ trên 0,2 hectare đất vườn nhà. Vườn bưởi nhà ông đều trên 12 năm tuổi và cho trái sum suê. Ông chọn cách trồng theo hướng thuận theo tự nhiên, ưu tiên sử dụng các loại phân bón vi sinh, hạn chế phân hóa học. Ông còn lựa chọn cách đào các tiếp nhỏ để lấy nước tưới tiêu cho vườn bưởi quanh năm. Xung quanh, ông cho đặt hệ thống tưới nước tự động bằng đường ống. Trên mặt đất, ông cho phủ rơm rạ, lục bình để giữ ẩm cho cây, tránh xói mòn đất khi tưới nước. Đây cũng là một phương pháp giúp cho cây bưởi da xanh tươi tốt cho năng suất cao. Tôi thì có trồng được 2 con bưởi. Thì bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị cho bưởi Tết. Cho bưởi Tết năm nay thì tôi cũng cây trái thì nó cũng tương đối khá, thấy cũng đạt được kết quả cũng tương đối như cái sự mong muốn của tôi. Theo nhiều nông dân trồng bưởi da xanh tại thị trấn Vĩnh Bình cũng như trong toàn huyện, từ lâu đã biết nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, nên hàng năm vào khoảng tháng 4 âm lịch, nhà vườn tại huyện đã chủ động xử lý cho cây bưởi cho trái đúng vào dịp Tết. Nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây bưởi da xanh.